top 4 dị nhân siêu trí tuệ mùa 2 từng làm mưa làm gió ở đường lên đỉnh Olympia. 4 cựu thí sinh dị nhân Olympia siêu trí tuệ mùa 2, người nhớ hơn 1.000 quyển sách, người được đánh giá cao hơn cả Việt Hoàng. Trong 4 cái tên này, Duy Bách là người duy nhất từng lọt vào chung kết năm Olympia. 3 người còn lại cũng có những thành tích khá tốt. Siêu trí tuệ là một trong những show truyền hình đình đám, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ là chương trình mang tính giải trí, ở đó, người xem còn được tận mắt chứng kiến những bộ óc siêu phàm, làm nên những điều phi thường. Trong dàn thí sinh tham gia mùa 2 năm nay, có 4 cái tên từng xuất hiện từ một chương trình về học thuật đáng chú ý không kém, đó là Đường lên đỉnh Olympia. Điểm chung của họ trong lần trở lại này là đều chứng tỏ được năng lực tuyệt vời của mình để ghi danh vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Lê Duy Bách, quý nhân chung kết Olympia năm thứ 16. Lê Duy Bách xuất hiện trong tập 6 siêu trí tuệ đã khiến khán giả không khỏi sửng sốt trước màn thể hiện xuất sắc của mình và trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt số điểm tuyệt đối 150 từ ban giám khảo. Anh chàng được cho là người mang năng lực tổng hợp của cả hai siêu trí tuệ mùa 1, Việt Hoàng, Huy Hoàng. Trước đó trong tập 6, chương trình đã mang đến cho Duy Bách thử thách số nguyên tố tung hoành. Nhiệm vụ của anh chàng là tìm ra mật mã được giấu kín. 9X không chỉ cùng lúc thực hiện đa nhiệm vụ, ghi nhớ các con số, tính toán logic mà còn cần phân tích và loại trừ 3 dãy số gây nhiễu chạy ngang dọc trên màn hình LED. Tuyển thủ này phải thực hiện vài nghìn phép tính. Chưa kể, sau khi tìm ra được 3 từ khóa, anh chàng phải liên kết những từ khóa đó thành mật mã. Sự xuất sắc của Duy Bách khiến cả trường quay thán phục. Khách mời Trúc Nhân ngưỡng mộ bày tỏ, Nhân cứ tưởng rằng bạn chỉ giỏi toán thôi, nhưng những kiến thức xã hội và lịch sử cũng không làm khó được bạn. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam đã quyết định cho điểm 10 tuyệt đối trước trí tuệ hơn người của Duy Bách. Như vậy, anh chàng nhận về số điểm cao tuyệt đối 150 điểm, chính thức trở thành thành viên biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Ngoài việc giữ kỷ lục điểm số tại chương trình ăn khách trên, cậu bạn còn đạt thành tích như cựu học sinh chuyên hóa của trường trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, giải nhất học sinh giỏi hóa cấp thành phố, thành viên đội tuyển dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, huy chương đồng lập trình quốc tế vòng châu Á Thái Bình Dương, sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tiếng Anh IELTS 7.5. Tại đường lên đỉnh Olympia, Lê Duy Bách xếp vị trí quý quân, đồng thời giữ kỷ lục điểm số của cuộc thi quý 380 điểm. Nhờ sự vui vẻ, lạc quan yêu đời và nụ cười luôn nở trên môi, nam sinh trường Amps được gọi là chàng trai đáng yêu nhất trận chung kết Olympia năm 16. Lâm Nhật Thịnh, thứ 3 quý 3 Olympia năm thứ 18. Lâm Nhật Thịnh, 19 tuổi, sinh viên năm 2 chuyên ngành công nghệ tài chính, trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành công với thử thách Sudoku lập phương, sự kết hợp giữa mã đi tuần và Sudoku tốc độ trong tập 6. Khối lập phương 4x4x4 khai triển thành 6 mặt, mỗi mặt có 16 ô vuông. Giám khảo tùy ý điền 2 con số và 2 màu sắc lên 4 ô vuông khác nhau. Tuyển thủ tiến hành điền các con số từ 1 đến 16 và 16 màu sắc lên 96 ô vuông với điều kiện các số và các màu trong mỗi mặt, mỗi hàng, mỗi cột, mỗi vòng đều không được trùng nhau. Đồng thời, mỗi cặp số và màu chỉ được dùng đúng một lần duy nhất. Điền chính xác 96 ô vuông, thử thách thành công. Vô cùng bản lĩnh, Nhật Thịnh tự đưa ra cột mốc cho bản thân là 35 phút để hoàn thành thử thách, khiến ban giám khảo càng thêm ấn tượng về thí sinh trẻ tuổi này. Trước khi đến với siêu trí tuệ, Lâm Nhật Thịnh cũng từng gây sốt khi là đại diện của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, dự thi đường lên đỉnh Olympia. Cậu bạn đã xuất sắc đứng nhất tuần và tháng với số điểm lần lượt là 270 và 260. Đến vòng thi quý, anh chàng gây tiếc nuối khi chịu thua trước Hoàng Cường, cũng là quán quân của mùa thi năm đó. Nguyễn Thục Nữ lọt vào vòng thi tháng năm thứ 14. Xuất hiện ở tập 2 chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, bác sĩ Thục Nữ đã gây ấn tượng khi đọc hết một lượng sách mà người Việt phải mất 833 năm mới đọc được. Dù chỉ mới 24 tuổi, nhưng Thục Nữ đã đọc hết 1.000 cuốn sách được viết bởi 200 tác giả trên khắp thế giới với 16 ngôn ngữ khác nhau. Cô nàng còn nhớ được các thông tin cơ bản về những tác phẩm mình đã đọc, bao gồm tên tác giả, nội dung chính, năm xuất bản và đơn vị phát hành.
với màn thi đấu đỉnh cao, Thục Nữ nhận được tổng điểm cao nhất của tập 2 với 140 điểm, đạt điểm độ khó tuyệt đối của thử thách và chính thức ghi danh vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Cô nàng cũng đã xoán ngôi kỷ lục gia thế giới khi đọc và ghi nhớ 1.000 cuốn sách bởi hơn 200 tác giả. Ít ai biết rằng Thục Nữ đã từng là thí sinh chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14. Cô nàng đã xuất sắc ghi được 225 điểm để giành vị trí thứ 2 cuộc thi tuần năm đó. Thành tích này giúp Thục Nữ trở thành thí sinh về nhì có điểm cao nhất để góp mặt vào cuộc thi tháng. Đồng thời, cô cũng là người có số điểm phần thi tăng tốc cao thứ 3 của mùa thi năm đó. Thục Nữ là cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam. Khi tham gia chương trình Siêu trí tuệ mùa 2, cô vừa tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa, khoa y dược của Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Cô hiện tại là quản trị viên của nhóm Nhã Nam Reading Group, một câu lạc bộ dành cho những người thích đọc sách với hơn 70.000 thành viên. Đỗ Thành Đạt lọt vào vòng thi tháng năm thứ 18. Đúng như cái tên của mình, Thành Đạt có bảng thành tích học và khả năng ghi nhớ siêu đỉnh. Nam sinh xuất sắc thiết lập kỷ lục khi sở hữu điểm tuyệt đối 150 trong chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Thử thách đặt ra cho Thành Đạt khiến ban giám khảo sởn gai ốc vì quá khó. Ở bước 1 có 105 khối đa diện. Ban giám khảo chọn ngẫu nhiên một khối đã được khai triển thành hình hai chiều. Hệ thống sẽ ẩn đi các đường kẻ, chỉ còn lại điểm sáng. Các điểm sáng này sẽ được giấu trong 10.000 điểm sáng gây nhiễu. Tuyển thủ sẽ quan sát bầu trời sao này, rồi sử dụng năng lực ghi nhớ và tưởng tượng ra vị trí giấu các điểm sáng. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam còn quyết định nâng độ khó khi cho sao chổi chuyển động trên màn hình, xuất phần thi khiến thử thách càng thêm nhiễu. Đến với bước 2, thử thách được đặt ra là những dấu chấm tìm trước đó. Thành Đạt phải dùng những mẫu hình đa giác 3D do chương trình cung cấp. Tưởng tượng mô hình sau khi được phóng ra cũng là một trong 105 khối 3D trên sân khấu. Với tất cả các thử thách khó nhằn đó, Thành Đạt đã trở thành thí sinh đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 150 trong mùa 2. Hiện tại, Thành Đạt là sinh viên năm 2 chuyên ngành kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh chàng từng là thí sinh Olympia với vị trí nhất tuần 3 tháng. Nhờ thành tích đó, Thành Đạt trở thành một trong 22 thí sinh Olympia được tuyển thẳng vào trường đại học. Ngoài đời, Thành Đạt là người vô cùng nhiều năng lượng, hâm mộ MC Trấn Thành và cà khịa siêu mặn.